cho thuê đất 99 năm, không thận trọng đặc khu sẽ thành nơi di dân của Trung Quốc. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, cho thuê đất đến 99 năm cần hết sức thận trọng, vì nếu không, các đặc khu của Việt Nam có thể sẽ trở thành nơi di dân của nhiều nước khác, trong đó có Trung Quốc. Trong phần tranh luận sáng nay tại Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng cần thận trọng xem xét lại quy định trong trường hợp đặc biệt. Nhà đầu tư có thể được giao quyền sử dụng đất tới 99 năm và do Thủ tướng quyết định. Tôi rất hoan nghênh Quốc hội đã điều chỉnh thu hẹp lại và đặt quyền quyết định cho Thủ tướng. Chúng ta hết sức thận trọng. Chúng ta là những người đương đại, liệu có thể đại diện cho thế hệ chúng ta 100 năm nữa hay không? Đặc khu chúng ta đừng bỏ qua hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, chúng ta đang thử nghiệm. Trong văn bản, đây là thử nghiệm. Thử nghiệm có thể có thành công và có thể có thất bại, không thể phiêu lưu được. Yếu tố thứ hai, về địa chính trị, đặc biệt là khu Vân Đồn. Yếu tố ở đây, kể cả là chuyện bất động sản rồi nhà cửa, không cẩn thận nó sẽ là nơi di dân thôi. 99 năm thì tôi nghĩ là những nhà đầu tư công nghệ cao ở thời đại 4.0 này, họ không cần đến thời gian. Chỉ có các nhà đầu tư bất động sản hoặc đầu cơ bất động sản mà thôi. Tôi rất tán đồng có điều khoản này. Nhưng hết sức thận trọng chứ nếu không, nó sẽ trở thành nơi di dân mà thôi. Bởi vì chúng ta phải nhìn thấy địa chính trị. Mấy hôm nay trên đài truyền hình giới thiệu dự án này với tất cả con số dự kiến sẽ thu được bao nhiêu tiền từ thuế, đất, kể cả là thu nhập bình quân. Đó là con số dự kiến thôi, nhưng nếu có tính cộng lại là một nguồn lực rất lớn đối với chúng ta, nhưng rất nhỏ đối với thiên hạ. Chúng ta theo dõi tin tức thế giới, người ta sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp bội số đó để mua cảng, vùng đất. Tôi nhắc lại 99 năm, chúng ta hết sức cẩn trọng. Tôi đề nghị khi lấy biểu quyết nên có một biểu quyết riêng. Ai đồng ý với 99 năm, tôi rất mong Quốc hội nên có hình thức minh bạch ý kiến của đại biểu Quốc hội. Chứ bấm nút này, chúng ta chỉ có con số chung chung thôi, vì chúng ta phải chịu trách nhiệm với tương lai, với cử tri đã bầu ra mình. Tất cả chúng ta phải bày tỏ ý kiến của mình trên những vấn đề nhạy cảm và quan trọng. Đại biểu Lê Thu Hà, đoàn Lào Cai, cũng đề nghị Quốc hội cân nhắc thêm về việc quy định thời hạn sử dụng đất 99 năm đối với dự án đầu tư trong trường hợp đặc biệt và cần xác định rõ thế nào là trường hợp đặc biệt. Vì theo thông lệ chung của thế giới, 99 năm là con số tượng trưng cho sự lâu dài vượt quá một đời người. Có hàm ý pháp lý là sự tôn nhượng hay trao quyền sở hữu đối với lãnh thổ. Trong điều kiện các quyền kinh doanh của tổ chức cá nhân nước ngoài được mở rộng theo các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia. Thực chất điều này sẽ tạo cho họ các quyền pháp lý độc lập mang tính sở hữu về đất đai và lãnh thổ hơn là tạo mặt bằng về đầu tư và kinh doanh đơn thuần. Để huy động vốn đầu tư thì các nhà đầu tư sẽ sử dụng chính các quyền sử dụng đất được cấp miễn phí nhưng có giá trị thương quyền lớn để thế chấp vay vốn. Khi đó, từ góc độ tài chính một dự án đầu tư công nghiệp có thể bị sự hấp dẫn của các yếu tố kinh doanh bất động sản chi phối, làm cho biến dạng với mục tiêu cam kết ban đầu. Cần lưu ý thêm quyền thu hồi đất theo luật đất đai, trên thực tế không dễ sử dụng, bởi thường gắn với hệ lụy pháp lý rất phức tạp. Vấn đề quyền sử dụng đất nói chung và quyền sử dụng đất đối với tổ chức cá nhân nước ngoài nói riêng sẽ còn trở nên nhạy cảm hơn nữa trong trường hợp cụ thể của Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị bỏ thời hạn giao đất 99 năm. Theo ông lý giải, không có vòng đời nào có dự án đầu tư nào hiện nay cần đến 99 năm. Thời hạn này thực chất là ưu đãi bổ sung để nhà đầu tư có thể được chuyển nhượng sau khi khai thác xong, hoặc là thay đổi dự án giữa chừng mà không phải trả lại đất. Thời hạn này ngang với 3 đến 4 thế hệ con người. Thực chất là hình thức nhượng địa mà hiện nay chỉ những nước nghèo đói lạc hậu và hoang sơ mới cần đến. Đại biểu Nghĩa chốt lại. Vấn đề 99 năm, cuối buổi thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vẫn đề nghị cho phép giữ nguyên như dự thảo. Bộ trưởng nêu quan điểm, đây cũng là một chính sách vượt trội của chúng ta, nhưng chúng tôi đồng tình với các đại biểu là phải quy định rõ ràng đâu là điều kiện đặc biệt và đâu là điều kiện để được Thủ tướng phê duyệt và phải quy định thật rõ và thật thận trọng trong quá trình xem xét đối với những dự án gọi là đặc biệt và có thể hưởng quy định 99 năm. 99 năm hiện nay đã có nhiều nước làm việc này rồi, như đảo British Virgin Islands, UAE, Malaysia. Nhiều nước người ta cũng đã làm, tuy nhiên ta chỉ để mở nhưng vẫn đang ở điều kiện đặc biệt và phải được Thủ tướng ưu đãi. Như thế nào là đặc biệt và quy trình thủ tục như thế nào?
được xem xét sẽ thiết kế ở quy định sau cho rõ ràng và minh bạch, thận trọng. Theo kế hoạch, luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ được Quốc hội biểu quyết vào ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14. Quốc hội Cộng sản Việt Nam đang cứu xét dự luật QH14 gọi là luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Mời quý thính giả theo dõi quan điểm của lực lượng cứu quốc về dự án phát triển các đặc khu kinh tế có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, hiện nay các cơ quan truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đang rầm rộ cổ võ cho ba dự án gọi là đặc khu kinh tế, gồm có Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Nhằm tạo dư luận tốt để Quốc hội sớm thông qua dự luật thành lập các đặc khu kinh tế nói trên, truyền thông nhà nước đang sử dụng rất nhiều từ ngữ tốt đẹp, hấp dẫn, diễn tả các ưu điểm đầy tính thuyết phục của các dự án này. Do óc tưởng tượng, họ đang vẽ ra hình ảnh các đặc khu kinh tế tương lai với đầy đủ các dịch vụ của một thế giới văn minh tiến bộ tột đỉnh, có thể vượt trội so với London, Paris hay Dubai và sẽ bỏ xa Hồng Kông trong quá khứ, hay Thẩm Quyến, Thượng Hải, Ma Cao bên Tàu như hiện nay. Họ cũng đưa ra viễn ảnh những đặc khu này sẽ đem đến nguồn lợi khổng lồ làm cho dân giàu, nước mạnh. Để cụ thể hóa giấc mơ đặc khu kinh tế, ông Nguyễn Duy Hưng, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, cũng là một trong những người lãnh đạo đầu tiên gắn bó với đề án xây dựng Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế. Hôm 29 tháng 9 năm 2017, đã chia sẻ trên mạng Zing Việt Nam rằng, chỉ cần 10% trong số 300 triệu người Tàu ở các tỉnh giáp giới Việt Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam đến Vân Đồn du lịch là đã thành công rồi. Vì đa số du khách là người Tàu, nghĩa là các đặc khu kinh tế này có chủ đích là đón du khách Tàu. Để điều hành một đặc khu kinh tế như mơ ước, cần có một bộ luật được soạn thảo công phu tỉ mỉ, có tầm nhìn hướng tới tương lai hàng trăm năm sau. Trong luật ấy, ngoài khung pháp lý căn bản cho một nền hành chính thích hợp, thì còn phải xét đến nhiều yếu tố quan trọng khác. Một trong các yếu tố ấy là vấn đề an ninh quốc phòng. Lý do chúng tôi đề cập đến yếu tố an ninh quốc phòng của các đặc khu kinh tế là vì vị trí, địa lý của ba khu vực này đều là những điểm chiến lược hiểm yếu. Nếu để lọt vào tay địch, thì vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước sẽ rất khó khăn. Chúng tôi phải nói ngay rằng, Việt Nam nằm cạnh một nước láng giềng Tàu Cộng tham lam, nham hiểm, luôn ôm tham vọng bá quyền, đã nhiều lần xâm lấn nước ta từ mấy ngàn năm qua. Hiện nay, họ đang bủa vây nước ta từ mọi hướng, dùng quyền lực mềm rất nham hiểm để từng bước thực hiện âm mưu hán hóa Việt Nam. Họ đang chờ đợi cơ hội thuận tiện để ra tay. Muốn thực hiện các dự án trên, việc tìm kiếm nguồn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim không dễ dàng đối với các nước phát triển, nhưng lại là cơ hội bằng vàng đối với Trung Cộng. Vì vậy, cho dù kịch bản được dàn dựng thế nào đi nữa, thì các chủ đầu tư chính vẫn sẽ đến từ Bắc Kinh. Điều này chẳng có gì khó hiểu, vì Việt Nam luôn học hỏi và làm theo những gì Trung Cộng làm trước, là bắt chước mô hình đặc khu kinh tế mà Đặng Tiểu Bình đã thực hiện từ 30 năm trước. Nay thì mô hình này đã lỗi thời, ngay cả giới tài phiệt Tàu Cộng cũng tìm các cơ hội đầu tư khác ở Phi Châu hay Nam Mỹ. Nay cơ hội có ngay ở sân sau, thì tội gì không đầu tư vào. Hơn nữa, tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay là sản phẩm do Trung Cộng đào tạo và nuôi dưỡng, thì làm sao có thể cưỡng lại được ý muốn của Bắc Kinh. Nhằm thu hút đầu tư, các dự án phải đặt ra nhiều ưu đãi. Một trong các ưu đãi được nhiều người đặc biệt quan tâm là thời gian cho thuê đất dự trù lên đến 99 năm thay vì 50 hay tối đa là 70 năm.
với thời gian dài như vậy, cùng với âm mưu thôn tính Việt Nam của giặc Tàu, thì sau 100 năm, các nơi này có còn là đất Việt Nam nữa hay không? Cứ nhìn vào sự hiện diện của người Hoa trên khắp nước ta hôm nay sẽ rõ. Trên cao nguyên có hàng chục ngàn công nhân khai thác bô xít. Đó có phải là công nhân hay là quân đội mặc thường phục? Các khu rừng đầu nguồn Việt Nam cho Tàu thuê đến 70 năm, kể cả khu vực Formosa, Hà Tĩnh, nay đã trở thành các xào huyệt bất khả xâm phạm của Tàu rồi. Hoàng Sa, Trường Sa và cả Biển Đông đang do Trung Cộng khống chế, như thế đã quá đủ để ta cảnh giác chưa? Sức mạnh kinh tế và quân sự của một quốc gia được ví như hai chân của một con người. Trong bối cảnh Việt Nam sau 43 năm thống nhất dưới ách cai trị độc tài của tập đoàn Cộng sản, Việt Nam vẫn là một nước chậm tiến lạc hậu, thua kém các nước lân bang. Do tâm lý mặc cảm yếu kém thúc bách, thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam muốn khỏa lấp những thất bại, nên cố tạo ra ánh hào quang qua những dự án hấp dẫn như các đặc khu kinh tế nói trên. Đây chính là cơ hội để Trung Cộng giúp Đảng Cộng sản Việt Nam thỏa mãn khát vọng của mình. Đổi lại, Trung Cộng sẽ đổ tiền vào đầu tư khai thác và đưa dân họ vào sinh sống, biến các đặc khu này thành lãnh địa của họ. Như thế, con đường mất nước chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là vấn đề sống còn của cả dân tộc. Mỗi người đều có bổn phận phải bảo vệ di sản của cha ông để lại. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm.